Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành những phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2019. Đợt vừa rồi thì mình cũng có về một bộ Makita thị trường Mỹ, mang mã model là XT269M. Thì như anh chị thấy thì nó có gồm có một cái máy khoan 3 chức năng XPH12, một cái máy bắt vít XDT13, đi kèm với hai cái máy là hai cục pin 18V dung lượng là 4A và cái sạc nhanh mang mã số là DC18RC. Và nguyên bộ này thì Shop tôi đang bán mức giá là 6.700.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, máy bảo hành 3 tháng 1-1. Nào mời tất cả quý anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại chi tiết từng máy trong cái bộ XT269M giá 6.700.000 này. Như anh chị thấy đây là cái máy khoan 3 chức năng của Makita mang mã số là XPH12. Thì đầu tiên mình sẽ xem qua thông số kỹ thuật của máy trước. Đây là cứng catalog. Rồi mã model là XPH12, đầu kẹp 13mm. Khoan gỗ hay khoan mũi tối đa là 38mm, thì thường là mũi cắt bụng nha. Khoan sắt 13mm. Khoan tường 13mm, nhưng mà tốt nhất thì để sử dụng máy cho nó bền thì chúng ta sẽ sử dụng khoan khoảng 10 ly đổ xuống thôi. Nó có hai tốc độ, nếu mà tốc nhanh nhất của nó là 2000 vòng một phút và tốc chậm của nó là 500 vòng một phút. Nhịp của búa là 30.000 nhịp một phút đối với tốc độ nhanh và 7.500 nhịp một phút đối với tốc độ chậm. Sử dụng pin 18V. Trọng lượng của máy là 1,8 kg. Đó là về thông số kỹ thuật của cái máy khoan XPH12. Rồi, đây là cái máy khoan. Tay cầm nó làm rất là vừa vặn, ốp cao su mềm, chống trượt, êm. Đầu kẹp 13mm auto lock. Máy đầu auto lock này anh chị nhớ là chỉ cần lock một cái thôi, đừng có cố siết cứng. Nó có tổng cộng là 21 cấp bắt vít, một chức năng khoan, chức năng bắt vít và chức năng khoan có búa. Ở đây mình đang thực hiện là chức năng khoan. Chức năng khoan thì nó chỉ có điều chỉnh hai tốc thôi, tốc nhanh và tốc chậm. Còn đối với chức năng bắt vít thì mình gạt qua. Thì khi mình thể hiện chức năng bắt vít nó mới có 21 cấp độ trượt. Này là trượt nhông, nó trượt bằng nhông chứ không ngắt motor. Và cuối cùng là cái chức năng khoan có búa, mình dùng để khoan tường á. Chức năng khoan tường. Chức năng khoan tường thì nó cũng chỉ thực hiện bởi hai chức năng thôi, hai tốc thôi, tốc 1 và tốc 2. Nó không ảnh hưởng gì tới nhông bắt vít. Đây là Makita, sử dụng động cơ không chổi than. Brushless motor. Mã model XPH12. Tiêu chuẩn tiêu thụ tại thị trường Mỹ CULUS. Về cái thân máy thì nó được sản xuất tại Trung Quốc nha. Tất cả các Makita máy khoan tới thị trường Nhật cũng là sản xuất ở Trung Quốc. Đây là cục pin 18V 4A. Cục pin Makita cho thị trường Mỹ, Makita USA. Bên này thì sản xuất Việt Nam, một dòng trái đất. Rồi, đó là cái máy khoan XPH12 nằm trong bộ XT269M. Máy khoan đi kèm với cục pin 18V 4A. Rồi, tiếp theo mà anh chị chúng ta sẽ cùng nhau quan tâm tới cái máy bắt vít. Mã của nó là XDT13 nằm trong bộ XT269M này. Máy vít này rất là quen thuộc rồi. Sử dụng động cơ không chổi than, sử dụng nguồn pin 18V rất là nhỏ gọn. Thì đối với XDT13 nó lại không có cái phần chỉnh tốc độ và lực, nó chỉ có xài một tốc thôi. Nhưng mà nó có thể điều chỉnh tốc độ bằng cò. Nó không có chỉnh tốc độ tối đa, giới hạn tối đa như là cái cây dòng cao, nhưng mà vẫn có thể chỉnh nhanh và chậm. Và đi theo cái máy bắt vít vẫn là cục pin 18V 4A, cũng sản xuất tại Việt Nam, xuất ở thị trường Mỹ.
Về thông số kỹ thuật của máy XDT13 sử dụng pin 18V nè, tốc độ xoay nhanh nhất của nó là 3.400 vòng một phút, nhịp của búa là 3.600 nhịp một phút. Tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ C, UL là US. Về catalog thì chúng ta sẽ xem đây mã XT13. Nếu mà con vít máy á, thì chơi tối đa là M8 thôi. Standard là cái con tán, con thân bu lông tiêu chuẩn là 16, còn con bu lông mà cường độ cao là M14. Tốc xoay nhanh nhất là 3.400, nhịp tối đa là 3.600. Cái chiều dài nó là 126 mm, cân nặng là 1,5 kg. Và đó là về thông số kỹ thuật của máy. Thì nguyên một bộ XT269M như giới thiệu với anh chị rồi. Nguyên bộ này đựng trong cái thùng nhựa và giá của nó là 6.700.000. Về cái sạc là sạc zin, sử dụng điện nguồn vào 120V, mà đây là sạc nhanh nha, quick charge DCR18RC. Và đây là cái thông số của cái đế sạc phát sạc tiêu chuẩn chất lượng thị trường Mỹ. Điện nguồn vào là 120V 50Hz 60Hz, công suất là 240W. Thì cái này anh chị muốn sạc thì phải sử dụng cái biến thế chuyển từ nguồn 220V xuống 100, 110 hoặc 120V đều được. Và nó hay sạc được pin 7.2V đến 18V. Sạc nhanh thì dung lượng output ra nó tới 9A lần, sạc rất là đã. Thì đối với cái sạc này mà có thể sạc được những cục pin dung lượng cao 4, 5, 6. Vậy là mình đã giới thiệu xong với anh chị về cái bộ XT269M, gồm có cây khoan XBAC 12, khoan 3 chức năng, khoan thường, bắt vít và khoan có búa dùng để khoan tường, đầu kẹp 13mm auto lock, 2 tốc độ, sử dụng động cơ không chở than, pin 18V, dung lượng 4A. Cây bắt vít XDT13 rất là nhỏ gọn, cũng rất là khỏe. Đi kèm với nó là cục pin 18V 4A luôn, đựng trong cái thùng nhựa rất là chắc chắn. Sạc của nó là sạc nhanh. Và nguyên bộ này sắp tương bán mức giá là 6.700.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hành 3 tháng 1-1. Còn bảo trì thì anh chị cứ yên tâm về dịch vụ bảo trì. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc 0985532832, hoặc truy cập vào website shoptun.com.vn hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.